Chào anh chị, đây là tiến độ mới nhất dự án đô thị thời đại Sun Urban City Hà Nam Và trên màn hình thì anh chị đang nhìn thấy tiến độ được cập nhật mới nhất vào tuần 3 tháng 8 năm 2024 Với cái con sông cảnh quan đoạn từ trục đường Lê Công Thanh vào đến khu vực Quảng Trường Bùng Binh của Điện Biên Phủ đã hoàn thiện rồi Và bên cạnh này thì sẽ là cái khu vực mà chủ tư đang tiếp tục săn lấp Sau này chủ tư sẽ phát triển các sản phẩm nhà ở thấp tầng với các cái sản phẩm như biệt thự song lập diện tích đất là 180 đến 200 m2. Nhà phố liền kề townhouse có mặt tiền 4 m khoảng 60 m2 và nhà phố townhouse mặt tiền lớn 8 x 20 khoảng 160 m2. Ngoài ra thì tại phân khu 1 có quy mô là 71 ha này. Chủ tư sẽ phát triển 2.200 căn hộ cao tầng và 2.700 nhà ở thấp tầng và phân khu 1 cũng là cái phân khu đầu tiên mà chủ tư khởi công và đang làm rầm rộ rất là nhanh như anh chị đang nhìn thấy trên công trình ở đây công trình tiến độ thay đổi từng ngày cái quỹ đất san lấp ngày càng mở rộng và bên cạnh đó thì chủ tư đang tiếp tục rất là tích cực hàng chục chiếc máy ép cọc đang ép cọc phân khu cao tầng và hiện tại thì đã hoàn thiện phân khu tòa A1 và đang tiếp tục làm tòa A3 đơn vị thi công của dự án là Côn Công một trong những cái nhà thầu uy tín hàng đầu của Việt Nam về xây dựng. Và công trường mặc dù là dự án chưa chính thức ra mắt nhưng mà công trường làm đang rất là nhanh và tích cực. Dự kiến thì ngày 25 tháng 8 chủ đầu tư chính thức tổ chức sự kiện ra mắt dự án, giới thiệu dự án đến đông đảo người dân tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Và anh chị nào đang quan tâm tìm hiểu về một sản phẩm của khu đô thị thời đại Sun Urban City thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng chỉ cách Hà Nội 40 phút lái xe và kết nối thuận lợi tới các cái tỉnh lân cận. Từ lâu thì Hà Nam đã là điểm sáng về thu hút đầu tư. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, Hà Nam đã thu hút đến 29 dự án đầu tư mới, trong đó có 10 dự án vốn FDI và 19 dự án vốn đầu tư trong nước. Điều này góp phần rất lớn vào cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương với vị trí thứ tư cả nước và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng. Đáng chú ý hơn là ngoài cái lĩnh vực công nghiệp, Hà Nam đang thu hút các cái ông lớn đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ thương mại để nâng tầm điểm đến sở hữu tới 2.000 di tích lịch sử của văn hóa đặc sắc. Và như theo như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, có các ngợi những lợi thế kiểu gì, thì đó cũng chỉ là tiềm năng. Muốn lợi thế trở thành năng lực cạnh tranh, thật thì một trong những yếu tố quyết định chính là doanh nghiệp. Muốn như vậy thì phải mời các cái doanh nghiệp đúng tầm. Hà Nam lâu nay thì được gọi là lừng lẫy về thu hút đầu tư nhưng chưa đầu tư chất lượng nhưng chủ yếu là đầu tư chất lượng thấp. Đầu tư đẳng cấp chưa cao nên chưa xoay được xoay chuyển được cái tình thế. Nhìn lại trong suốt thời gian trước đây ngoài khu du lịch Tam Trúc thì các cái di tích lịch sử danh lam thắng cảnh của Hà Nam vẫn chưa xuất hiện nhiều trên bản đồ du ngoạn của khách. Tỉnh cửa ngõ phía nam Hà Nội vẫn chưa có những khu đô thị hiện đại. Ngoài ra thì cái điểm yếu nhất của sản phẩm du lịch địa phương đó là du lịch vừa có những sản phẩm du lịch chưa đa dạng, cơ sở hạ tầng còn khá là khiêm tốn, kết nối giao thông cũng chưa đồng bộ. Những hạn chế này khiến du lịch Hà Nam chưa thể thu hút đông đảo du khách nước ngoài mà chủ yếu là khách trong nước. Vì vậy thì Hà Nam quyết tâm thu hút đại bàng kiến tạo nên những dự án trọng điểm cho tích, cho tỉnh. Với việc triển khai đồng loạt nhiều dự án mới về hạ tầng giao thông, các dự án đô thị quy mô lớn kết hợp với khu vui chơi giải trí công viên chuyên đề, đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp lớn về du lịch như Sun du lịch Hà Nam chắc chắn sẽ có nhiều bước tiến đột phá, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, thì tỉnh Hà Nam đã khởi công dự án đô thị thời đại Sun Urban City tại Bắc Châu Giang, khu đô vực đã được quy hoạch thành trung tâm hành chính mới của tỉnh trong tương lai. Dự án do tập đoàn Sun Group đầu tư với quy mô lên đến là 420 ha với định hướng phát triển là đô thị nghỉ dưỡng ngoại ô 1001 tiện ích phía Nam Hà Nội, tổng vốn đầu tư là 35.000 tỷ đồng. Và trên màn hình anh chị đang nhìn thấy những cái bước đi đầu tiên của tập đoàn Sun Group tại tỉnh Hà Nam với cái việc à, giải phóng cũng như là san lấp mặt bằng để sớm xây lên những cái công trình đẳng cấp. Dự án sẽ đem lại một cái diện mạo mới cho thành phố Phủ Lý với đa mục tiêu: phát triển đô thị sinh thái thân thiện môi trường, xây dựng khu đô thị văn minh hiện đại, đem lại một cuộc sống đa tiện ích cho người dân, thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh Hà Nam, chuyển từ nông nghiệp sang kinh tế dịch vụ, thương mại từ đó nâng cao cái đời sống cho người dân địa phương. Những người dân trong diện thu hồi đất của dự án đô thị này sẽ được bố trí chuyển đổi công việc làm sang dịch vụ du lịch, thương mại tại chính khu vực dự án. Họ sẽ có những việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn. Đứng ở cái góc độ quản lý đô thị, thì dự án này còn có cái mật độ xây dựng rất là thấp, khoảng 18%. Nhưng lại đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh. Từ nguồn ngân sách này, thì tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện và các tiện ích xã hội khác để mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân địa phương. Và dự án Sun Urban City Hà Nam cũng được kỳ vọng tích hợp nhiều công viên lớn như công viên Sun -Gua, công viên thể thao, công viên lễ hội, công viên văn hóa, công viên sinh thái sẽ mang đến cho Hà Nam một đô thị mang tầm thời đại, hài hòa giữa các yếu tố hiện đại với thiên nhiên. Khi hoàn thiện thì Sun Urban City Hà Nam chắc chắn sẽ trở thành một trong những cái thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô lý tưởng dành cho du khách Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Hồng vào mỗi dịp nghỉ lễ cuối tuần. Và trên màn hình anh chị cũng nhìn thấy đây là cái trục đường 68m, trục đường Điện Biên Phủ. Hiện tại thì đang được công ty trách nhiệm hữu hạn mặt trời Hà Nam là chủ gói thầu và đang thi công mở rộng làn như anh chị nhìn ở phía dưới. Cung đường mở rộng sau khi mở rộng thì đây sẽ là cái cung đường đẹp nhất của thành phố Phủ Lý kết nối giữa trung tâm thành phố Phủ Lý Đến dự án Sun Urban City và đến trục đường vành đai nam vùng thủ đô Hà Nội Và xa hơn một chút thì sẽ kết nối lên thẳng khu công nghiệp Đồng Văn Đây là cái khu vực bùng binh của trục đường Điểm Biên Phủ rộng sau 8m Nhìn lại những cái hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí kết hợp bất động sản đẳng cấp của tập đoàn Sun Group đầu tư trên cả nước Thì dự án Sun Urban City Hà Nam sẽ là một cái dự án có động lực, góp phần làm đẹp những vùng đất, thu hút dòng khách, đóng góp vào ngân sách, tạo ra công an việc làm cho người dân địa phương. Khi mà săn đúc đến thì chúng ta thấy cái sự thay đổi bộ mặt của từng tỉnh. Và tại Hà Nam thì chúng ta sẽ kỳ, kỳ vọng một sự thay đổi mới cho thành phố Phủ Lý nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung. Như chúng ta đã biết tại Sầm Sơn với sự xuất hiện của quảng trường biển, chụp cảnh quan, lễ hội và công viên nước có quy mô hoành tráng, lượng khách 6 tháng đầu năm của năm 2024 đã đạt 6 triệu lượt, chiếm 65% lượng khách toàn tỉnh. Tại Quảng Ninh thì năm 2016 khi vua Hà Long Hạ Long Khánh Thành, vùng đất mỏ mới đón 8,3 triệu lượt khách, đến năm 2019 con số này lần lượt tăng gấp đôi đạt 14 triệu lượt với những lợi thế sẵn có về du lịch và sự thăng hạng về hạ tầng giao thông. Các dự án trong chuỗi, sự kiện đẳng cấp do Sunroof triển khai trong thời gian tới sẽ góp phần gia tăng sức hút của điểm đến Hà Nam, phấn đấu đạt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách vào năm 2030, đặc biệt là hướng đến các mục tiêu xa hơn, đưa Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050 như quy hoạch đã được duyệt. Và chúng ta có thể thấy là cái dự án Sun Urban City này sở hữu cậy hạ tầng kết nối vô cùng là thuận tiện với hai cái trục đường lớn nhất của thành phố phủ lý đó là trục đường điện biên phủ rộng 68 m và trục đường lê công thanh rộng 27m kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố đến các cái tuyến đường huyết mạch như là cao tốc ct01 pháp vân cầu rẽ hay tuyến quốc lộ 1 đặc biệt hơn là kết nối từ trực tiếp trung tâm thành phố đến à, thủ phủ công nghiệp đồng văn của tỉnh hà nam và cái sự kết nối này sẽ mở ra cái cơ hội để anh chị nào đang tìm hiểu và đang tìm mua những căn nhà để ở, để đầu tư, để kinh doanh hay để tích tài sản tại dự án Sun Urban City thì chúng ta có rất là đa dạng về sản phẩm anh chị có thể lựa chọn với anh chị nào mà tài chính dồi dào anh chị cần không gian ở rộng rãi thì chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm biệt thự với diện tích đất từ khoảng 175 đến khoảng 200 mét vuông Những căn biệt thự song lập có mặt tiền 10 mét Ngoài ra thì với những cái gia đình trẻ Những anh chị nào mà tài chính uh, khoảng từ uh, 7 đến 10 tỷ Thì anh chị có thể lựa chọn những sản phẩm, những căn townhouse Có diện tích mặt tiền 4 mét Chủ đầu tư sẽ xây hoàn thiện mặt ngoài 3 tầng một tung Và đặc biệt là tất cả các sản phẩm thấp tầng của dự án thì đều có thêm tầng hầm để anh chị có thể bố trí thêm cái phòng công năng như phòng đọc sách, hầm rượu hay là phòng làm việc. Ngoài ra thì tại dự án còn có các cái sản phẩm về các cái tòa căn hộ cao tầng để anh chị có thể mua ở. Anh chị nào mua ở chúng ta nên mua những căn có diện tích lớn, ví dụ như khoảng 55 đến 58 mét vuông là những căn hộ có hai phòng ngủ. Bên cạnh đó thì sẽ được có thể bố trí thêm được những cái phòng ngủ phụ nữa tổng một căn 58 mét vuông thì anh chị có thể bố trí được khoảng 4 đến 5 phòng ngủ rất là phù hợp với những anh chị nào mà đang làm việc gần xung quanh khu vực thành phố Phủ Lý hay là trên tỉnh Đồng Văn anh chị di chuyển về cũng rất là thuận tiện còn anh chị nào mà đang tìm mua những cái căn nhà second home với cái không gian nhỏ nhắn xinh xắn thì anh chị có thể lựa chọn những căn hộ có diện tích đất như studio khoảng uh, có diện tích như căn studio có có diện tích khoảng 29 đến 32 mét m2 hay là những căn hộ có diện tích 45 m vuông thì chúng ta cũng có thể vừa đầu tư vừa là cái điểm uh, với căn nhà second home của chúng ta để mỗi tuần chúng ta cũng có thể về đây để vui chơi giải trí hay là đưa con uh, con cái của mình để về những khu này để chúng ta có thể đi picnic hoặc là dã ngoại và đặc biệt thì tại dự án đây là một cái khu đô thị được đầu tư bài bản nhất của tỉnh Hà Nam. Với cái quy mô rất là lớn, ngang bằng gần bằng với cái quận Hoàn Kiếm của Hà Nội và sau này chắc chắn đây sẽ là cái điểm đến trong mơ của người dân Hà Nam cũng như là những anh chị đến từ địa bàn lân cận hoặc là từ thành phố Hà Nội. Và anh chị nào đang quan tâm về một sản phẩm của đô thị thời đại Sun Urban City Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Trên đây là tiến độ dự án được cập nhật mới nhất vào tuần 3 của tháng 8 năm 2024. Tiến độ thay đổi từng ngày. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.